Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề 5 cách giúp tăng cường trí nhớ. Thưa quý vị và các bạn, theo trang trí thức trẻ, trí nhớ có vai trò rất quan trọng trong đời sống tâm lý của con người, là điều kiện để con người lưu giữ kỷ niệm, tích lũy kinh nghiệm sống và sử dụng chúng tốt hơn trong mọi hoạt động. Nhưng trí nhớ lại giảm dần theo tuổi. Tuy nhiên, vẫn còn có những biện pháp có thể giúp duy trì và tăng cường trí nhớ nếu biết áp dụng và luyện tập thường xuyên. Chế độ ăn não cũng giống như cơ thể cần nhiên liệu để hoạt động. Do vậy, việc sử dụng các thực phẩm phù hợp và tránh những cách dùng thực phẩm sai lầm có thể là chiến lược hiệu quả để cung cấp đủ nhiên liệu cho não. Nhiều nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra rằng chế độ ăn uống Địa Trung Hải ngăn ngừa các bệnh mạng tính nguy hiểm và kéo dài tuổi thọ. Nó cũng được chứng minh có tác dụng tích cực lâu dài để bảo vệ trí nhớ, khả năng học tập cũng như chống suy giảm nhận thức. Một số loại thực phẩm cũng đã được các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới ca ngợi là chất làm tăng trí nhớ như quả óc chó, cải xoăn, saubina, cacao và sô cô la, quế, trà hoa cúc, quả việt quất. Vận động cơ thể, tập thể dục làm tăng lượng oxy và hiệu quả các chất hữu ích trong não, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường, một trong những nguyên nhân dẫn đến mất trí nhớ, đồng thời làm giảm các hormone gây căng thẳng. Trong một phân tích điều tra sức khỏe của não ở người trên 50 tuổi, các nhà nghiên cứu của Mỹ nhận thấy rằng tập aerobic cải thiện khả năng nhận thức, tăng cường trí não. Nguyên nhân là do một số hormone đặc biệt tăng lên trong quá trình tập luyện, được gọi là yếu tố tăng trưởng giúp cải thiện trí nhớ thông qua vùng hồi hải mã hippocampus, vùng não phụ trách học tập và ghi nhớ. Ngoài aerobic, cưỡi ngựa đã được chứng minh là cải thiện khả năng nhận thức của trẻ và múa có thể làm đảo ngược các dấu hiệu lão hóa của não do tuổi tác. Ngủ trưa giấc ngủ có thể là một cách dễ dàng để cải thiện và duy trì trí nhớ. Một nghiên cứu được thực hiện tại Mỹ với những người tham gia ngủ giữa các buổi học và không ngủ. Kết quả cho thấy những người ngủ trưa có thể nhớ 10 đến 16 từ trong bài kiểm tra trí nhớ, trong khi những người không ngủ chỉ nhớ lại 7,5 từ. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy ở người lớn từ 65 tuổi trở lên ngủ trưa một giờ đồng hồ cải thiện hiệu quả các bài kiểm tra nhận thức so với những người không ngủ trưa. Những người ngủ trưa ngắn hơn hoặc lâu hơn hoặc những người không ngủ trưa có sự suy giảm khả năng nhận thức khoảng 5 năm so với tuổi thật của họ. Do vậy, để giúp duy trì khả năng ghi nhớ và hoạt động của não, mỗi người nên duy trì tốt số giờ ngủ hàng ngày, tốt nhất nên có giấc ngủ ngắn vào buổi trưa. Hết tin số 3 ạ. vui vẻ và thư giãn, căng thẳng mạng tính có ảnh hưởng bất lợi lên não. Theo thời gian, căng thẳng tiêu diệt các tế bào não gây tổn thương vùng hippocampus và liên quan đến mất trí nhớ. Do đó, quản lý căng thẳng có thể là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ trí nhớ của bạn. Thiền và nghe nhạc có thể là các chiến lược hiệu quả để giảm bớt căng thẳng và làm giảm mất trí nhớ sớm ở người cao tuổi bị suy giảm nhận thức. Trong một nghiên cứu tại Mỹ, thiền và nghe nhạc trong thời gian 3 tháng cải thiện đáng kể chức năng bộ nhớ chủ quan và hiệu suất nhận thức khách quan. Chỉ cần 25 phút thiền và nghe nhạc mỗi ngày đã được chứng minh là có ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng và tăng cường chức năng não cũng như khả năng nhận thức. Bên cạnh đó, một số sở thích đặc biệt như chụp ảnh, thư giãn với hương thơm cũng có thể giúp cải thiện trí nhớ. Một nghiên cứu thực hiện tại Mỹ với những đứa trẻ tham gia vào một trò chơi ghi nhớ ở trong hai phòng khác nhau. Kết quả cho thấy những đứa trẻ ở trong phòng có hương hoa lan đạt điểm số cao hơn đáng kể so với trẻ em ở trong căn phòng không mùi vị. Caffeine giúp bảo vệ tế bào cơ tim khỏi tổn thương. Một nghiên cứu mới công bố cho thấy caffeine hỗ trợ việc chuyển một protein điều hòa vào trong ti thể. Nó tăng cường chức năng và bảo vệ các tế bào tim mạch khỏi sự tổn thương. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy nếu dùng khoảng 4 cốc cà phê sẽ có hiệu quả trên chức năng sinh lý. Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy caffeine cải thiện chức năng của tế bào nội mô mạch máu, tức lớp tế bào lót mặt trong mạch máu và ảnh hưởng trên ti thể. Đây là nhà máy tạo năng lượng cho tế bào, tạo ra khả năng sửa chữa tế bào cơ tim trong trường hợp nhồi máu cơ tim. Người ta cũng tìm thấy caffeine liên quan đến chuyển P27 vào trong ty thể, tạo ra hàng loạt thay đổi có lợi khi người ta uống 4 cốc cà phê. Caffeine bảo vệ tim không bị tổn thương trong tiền đái tháo đường, chuột béo phì và chuột bị lão hóa. Quý vị và các bạn thân mến, tồn tư thuốc bảo vệ thực vật trong máu là chủ đề chính trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình hưng yên đến đây là hết xin thân ái chào tạm biệt